mày biết phản bội tao cái kết sẽ như thế nào không? Hả? Mày đi chơi vui không con? Dạ con vui. Sao vậy con gái? Dạ mẹ ơi, con nhớ ba quá à. Con muốn gia đình mình đi chơi chung con. À, hay là hôm nay mẹ cho con về thăm ba nha. Ok con gái. Mày quen nó lâu chưa? Tao hỏi lại một lần nữa, những tin nhắn này có đúng như vậy không? Anh ơi, em xin lỗi anh. Hôm đó em say quá. Anh... Mày dám phản bội tao hả? Mày biết phản bội tao cái kết sẽ như thế nào không? Mày nghĩ đứa con trong bụng là của mày hả? Mày không có xin lỗi! Xin! Xin! Con có sao không Xin? Xin!